Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay các bạn biết là ngày 10 tháng 10 thì ngày 10 tháng 10 hàng năm đó là ngày luật sư Việt Nam. Và đây cũng là cái ngày mà tôi chọn để post cái video đầu tiên trên cái kênh chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về luật mà chúng ta sẽ nói về những cái trăn trở của chính bản thân tôi. Đó là nghề chọn tôi. Thưa quý vị và các bạn, tôi trải qua 3 giai đoạn của cái nghề luật sư. Cái giai đoạn đầu tiên của tôi đó là mơ trở thành một luật sư. Cái giai đoạn thứ hai là tôi đã trở thành luật sư. Và cái giai đoạn thứ ba là tôi đã hành nghề như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, thì khi mà ở cái lứa tuổi còn học phổ thông thì tôi cũng giống như gia đình, cũng chưa có định hình được mình sẽ sau này, sau khi học hết lớp 12 thì mình sẽ làm một cái nghề gì cả. Tuy nhiên rằng là thấy mình cũng có một chút cái kỹ năng ăn nói. Tôi theo di truyền của ba tôi cũng hơi nói nhiều và cũng thuộc diện là nói chuyện lưu loát. Cho nên tôi thấy rằng là mình cũng phù hợp với cái nghề này. Nhưng mà giữa cái việc học cái nghề và làm cái nghề là chuyện khác. Thì vào những năm sau khi tốt nghiệp năm 1993 thì các bạn biết rồi, thời gian đó rất là khó khăn. Một người nguyên cả cái khối của 12 của tôi có tổng cộng là 9 lớp. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà đạt đại học thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi còn nhớ hình như là 9 lớp 12 nhưng mà hình như chỉ khoảng 5 bạn đậu đại học. Và tôi cũng giống như các bạn khác, cũng dạng cố gắng để mà từ một cái vùng quê là ở Củ Chi đi lên Sài Gòn học để mà luyện thi vào khối C của đại học. Thì trong cái quá trình ban đầu tôi cũng không biết là mình sẽ đi theo hướng nào. Và tôi đã ghi danh vào Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Suốt khoảng hơn 6 tháng vừa học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thì tôi lại quay lại trong cái vấn đề ôn luyện khối C và quyết định vào thi đậu vào báo chí của Đại học Tổng hợp vào những năm 1995. Tuy nhiên thì gia đình nói tại thời điểm đó thì cái báo chí nó cũng vẫn không có phổ thông cho đến thời điểm này. Má bảo mày làm nhà báo chứ mày làm gì? Và quyết định là không học và tiếp tục luyện thi cho đến lần thứ hai. Tuy nhiên rằng là vẫn không may mắn là không vào được trường luật và vào trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên thì các bạn thấy đấy, mặc dù là trường dân lập Văn Lang, tuy nhiên rằng là chúng tôi vẫn học khóa luật và những cái giáo viên của trường Đại học Luật thì vẫn được dạy trên Đại học Văn Lang. Và các anh chị, các thầy giáo, tôi nhớ là thầy Huỳnh Khắc Chi, cố giáo viên Huỳnh Khắc Chi đã, đó là trưởng khoa, đã cố gắng nuôi cái khoa luật trở thành một trong những cái khoa được đào tạo ở một cái trường tư thục. Tôi còn nhớ vào khoảng năm thứ hai thì trường có một cái quy chế rằng nếu trong trường hợp anh học ở sinh viên đại học kiến trúc thì anh sẽ phụ thuộc vào bên cái chuyển qua cái khoa kiến trúc. Còn nếu trong trường hợp anh ở học ở đại học luật, đại học tổng hợp khoa luật hoặc đại học mở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được chuyển qua khoa luật của đại học pháp lý cũ. Tuy nhiên là đối với thầy Huỳnh Khắc Chi thì thầy vẫn giữ lại khoa của tôi. Và khoa luật thì được đào tạo của trường Đại học Văn Lang trong hai khóa khoa luật. Sau này thì khóa thứ ba là chuyển về Đại học Kinh tế. Và các bạn biết không, từ đó tôi đã nuôi cái việc học của mình trở thành, chưa biết là mình sẽ trở thành luật sư đâu, chỉ biết là mình sẽ học trở thành một ông cử nhân, bà cử nhân luật.
Rồi thì trong cái quá trình mà đi học hỏi như vậy, tôi có dịp cọ sát, tôi có dịp phát huy cái khả năng, cái kiến thức, cái kỹ năng ăn nói của mình trong cái quá trình mà là sinh viên dân nhà luật. Bạn bè tôi thì có một số anh chị em cũng đã làm diễn giả, như là Francis Hùng, như là một số anh chị em bây giờ vẫn làm ở bên đoàn, có thể rằng là trở thành giáo viên cơ hữu trong cái việc dạy học ở trường, cũng có thể một số đã là thẩm phán trung cấp, một số là đã là luật sư hơn mười mấy năm. Tôi thì do cái tính chất gia đình có những cái nói sao ta, có những cái khó khăn về cái thứ nhất là đạo Thiên Chúa, cái thứ hai nữa là gia đình có cái bố là lính ngụy, cho nên là tôi đã quyết định không theo cái con đường tòa án, con đường viện kiểm sát, vì cho rằng là nếu trong trường hợp mình có đạt vào trường hợp đó thì mình cũng không có thể được phấn đấu vào đảng. Cho nên tôi đã chọn con đường thứ hai là đi vào luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trở qua giai đoạn thứ hai là thành luật sư. Sau một cái thời gian tôi đi hợp tác lao động về, và tôi đã cố gắng trở thành, không biết tại thời đại diễm đó không biết là mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên cũng có một vài bạn luật sư động viên, thì tôi cũng đã cố gắng hoàn tất cái khóa học học viện của tư pháp. Ở đây các anh chị và các bạn có ai học khóa 3.2 cùng tôi thì sẽ biết tôi là một đứa gọi là học theo kiểu tây tử, nhưng mà thật ra thì cũng không rớt môn nào. Và các bạn cũng thấy rằng là có một cái cô đó cổ học vừa phải đi làm và vừa thể đi học. Và sau khi hoàn tất cái khóa học viện ở 6 tháng thì tôi quyết định tiếp tục theo con đường, đi theo con đường 2 năm để học viện. Tôi đã sắp cặp theo thầy, và sau 2 năm đó thì tôi quyết định ra mở văn phòng. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái giai đoạn rất là khó khăn. Một phần vì mình cũng không biết rằng khách hàng đến với mình, thân chủ đến với mình, người ta hỏi cái vấn đề gì. Người ta hỏi về dân sự, không biết mình trả lời được hay không. Người ta hỏi về hình sự, cũng không biết mình làm được hay không, vì làm mới mà. Thật ra trong quá trình thực tập, trước đây gọi là tập sự đó, thì mình chỉ được đến tòa một lần, hai lần, và toàn bộ là đi cái dịch vụ pháp lý. Cho nên thực tế mà nói, khi nhận một cái hồ sơ về tranh tụng thì tôi rất là lo lắng. Mình không biết bắt đầu từ đâu, mình không biết kỹ năng tư vấn như thế nào. Và rồi cái sự ham học hỏi, cái sự nghiên cứu, nó đã cho tôi, cộng với cái việc vừa nghiên cứu hồ sơ vừa làm, và tôi đã trở thành một luật sư như thế đó. Và các bạn biết không, hơn 10 năm hành nghề, tôi đã trở thành một luật sư. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã có những cái kinh nghiệm trong cái quá trình tranh tụng ở tòa án. Tôi đã có kinh nghiệm trong quá trình đi hồ sơ về hình sự. Tôi đã có những mẫu biểu về thừa kế, những mẫu biểu về dân sự, những mẫu biểu về ly hôn. Khách hàng có thể hỏi tôi về những cái vấn đề tranh tụng ở tòa án, và tôi sẽ trả lời cho họ một cách rất là thoải mái, vì tôi là một người có rất là nhiều những kinh nghiệm. Tôi có thể trải qua khoảng hơn 300 vụ tranh tụng ở tòa án, cả về hình sự, cả về dân sự. Tôi hiểu rằng để đến với tòa thì chúng ta không chỉ giỏi về kỹ năng ăn nói, cách ứng xử, cách tư vấn, kỹ năng truyền đạt. Và tôi nghĩ rằng là cách đây hơn một năm, vào cũng ngày này, thì đúng vào ngày 10 tháng 10, tôi có tham dự một cái cuộc
giáo ngoại với các anh chị trọng tài viên do chú Nguyễn Đăng Trần, nguyên là chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có dịp cọ sát với các anh chị luật sư trọng tài viên và tôi hiểu rằng để trở thành một luật sư và để trở thành một luật sư có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải học và học suốt đời. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 3 giai đoạn, mơ ước trở thành luật sư, trở thành một luật sư và đã là một luật sư có kinh nghiệm là một cái quá trình rất dài. Và tôi nghĩ rằng là nếu tôi là một người không có bản lĩnh thì tôi sẽ không thể vượt qua được. Có những khách hàng họ đến với văn phòng luật sư buổi sáng và buổi chiều họ lại đổi ý. Có những khách hàng họ mới khen luật sư vào buổi sáng, buổi chiều họ lại chê bai. Có những người họ đã nhờ luật sư khác và họ đến, họ so sánh với mình. Vì rất là nhiều những khó khăn, những chông gai trên cái quá trình hành nghề. Tôi nghĩ rằng các anh chị luật sư hiểu được cái giá trị của luật sư là như thế nào. Chúng ta phải có thật bản lĩnh khi vững bước trong cái nghề. Chúng ta phải biết ở đâu là nghề và ở đâu là tư vấn. Tư vấn ở mức độ như thế nào là vừa phải. Tôi xin đưa một cái ví dụ. Sáng nay có một chị đưa tôi lên rất là cao, sau đó đưa tôi một cái vụ việc mà của một cái luật sư khác. Và tôi thẳng thắn từ chối, tôi bảo đây là đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Và có rất là nhiều những cái vụ việc mà họ đến họ chê bai luật sư, họ làm như thế này thế kia và họ đưa mình lên. Thưa quý vị và các bạn, tôi rất là thận trọng trong cái việc khi đã có luật sư đồng nghiệp tư vấn trong một cái vụ việc khác. Thôi thì nhân cái ngày luật sư ngày 10 tháng 10 năm 2018 và cũng là một năm tôi tròn cái vai trò dân ta phải biết luật ta, post lên mạng hơn 500 video, trong đó có khoảng hơn 400 video nói về luật. Có thể các bạn sẽ song hành cùng tôi, cũng có những bộ phận nhỏ chê tôi từng câu từng chữ. Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng động viên mình. Cái mục tiêu nhắm đến của tôi đó là tôi cho chính bản thân tôi, cho gia đình tôi. Và một phần nữa, nếu tôi đủ sức khỏe, tôi sẽ giúp hơn 90 triệu người Việt Nam biết những thuật ngữ cơ bản nhất. Thế nào là tố tụng ở tòa án, thế nào là tống đạt, thế nào là hoãn phiên tòa, thế nào là những chi phí của một vụ kiện. Tôi có một cái lộ trình riêng cho chính bản thân mình. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy yêu mến luật sư Thu Đoàn thì hãy đăng ký ở phía dưới kênh và nhận được những cái video hàng ngày từ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, khung từ 8 giờ đến 9 giờ. Tôi sẽ để lại một số cái đường link. Nếu anh chị và các bạn, quý vị có duyên với luật sư Thu thì chúng ta hãy gặp gỡ và kết nối. Tôi sẽ không từ chối bất cứ một ca tư vấn nào, dù là miễn phí hay có phí. Đó là cái cam kết của tôi, là cái nghề luật sư, nghề chọn tôi. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn. Một cái video nó không đầu không đuôi nhưng nó vẫn mang cái chất, những cái thông điệp mà nghề luật sư gửi đến cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.